Vắng Harry Won, Trứng Thành, An Nguy nắm tay khi Vũ nhìn nhau đắm đuối. Chờ Em Đến Ngày Mai vừa tung ra trailer lãng mạn, hé lộ mối tình đẹp như mơ giữa An Nguy và Trứng Thành. Bộ phim lãng mạn Chờ Em Đến Ngày Mai mới đây đã tung ra trailer chính thức, hé lộ mối tình đẹp như mơ của cặp đôi An Nguy và Trứng Thành. Trên nền ca khúc Ánh Nắng Của Anh do Đức Phúc thể hiện, hàng loạt những phân cảnh lãng mạn hài hước của Chờ Em Đến Ngày Mai đã góp phần cuốn người xem vào những cảm xúc khác nhau. Trailer được mở đầu bằng cuộc đối thoại khá bá đạo giữa siêu sao cao Vinh Vũ Trứng Thành thủ vai và cô gái gà gán ly cuốn An Nguy thủ vai. Em thích anh đúng không? Và anh cũng thích em đúng không? Tiếp nối sau đó là chuỗi hình ảnh ngọt ngào xung quanh giữa hai người, từ đó đã tạo nên những mối liên kết cốt truyện thú vị. Đó là cảnh Trứng Thành và An Nguy nắm tay nhau, cùng đạp xe đạp, cùng khiêu vũ. Cả hai cùng chia sẻ cảm xúc dành cho đối phương, cũng như các câu chuyện đời sống. Xen kẽ giữa những phân cảnh này là các câu thoại, các trò phá bỉnh hài hước đến từ Will 365. Bước sang phút thứ hai, cao trào của trailer bắt đầu với các mâu thuẫn, tranh cãi xoay quanh chuyện tình cảm của Ly Cuốn dành cho Cao Vinh Vũ, đã nút thắt chính là Mitchell. Nổi bật nhất trong đó có lẽ chính là hiệu ứng biến anh thành chú chó tên Mitch. Đồng thời, An Nguy cũng gây sốc lòng cho người hâm mộ khi bật khóc nức nở và thừa nhận bản thân ngu ngốc khi yêu nhân vật ngôi sao ca nhạc của Trứng Thành. Chờ Em Đến Ngày Mai dựa theo tiểu thuyết Anh Không Phải Là Con Chó Của Em của tác giả Lê Hoàng. Nội dung câu chuyện xoay quanh nhân vật Ly Cuốn, một cô gái xinh đẹp hồn nhiên và làm công việc bán thức ăn nhanh ở một nhà hàng thơ mộng. Sau lần giúp đỡ một bà lão lạ mặt, Ly Cuốn liên tục trải qua những câu chuyện khó tin của cuộc đời. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 30 tháng 12 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!